cảm ơn những thông tin chia sẻ vô cùng tuyệt vời của anh Phước Sửu. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp về dự án My Home này nhé. Nhưng trước đó, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy tìm hiểu qua về Phú Quốc. Phú Quốc là nơi mệnh danh là đảo Ngọc và là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam. Một hòn đảo mang vẻ hoang sơ với sự kết hợp giữa bãi biển xanh và bờ cát trắng, thu hút khách du lịch trong nước lẫn ngoài nước bằng vẻ đẹp tự nhiên ấn tượng cùng vô số hoạt động giải trí thú vị. Sở hữu hệ sinh thái cảnh quan tuyệt đẹp và đa dạng, với 150 km đường bờ biển bao quanh, Phú Quốc có những bãi biển được xếp vào top đầu trên thế giới như bãi Trường, bãi Thơm hay bãi Khem. Bên cạnh biển, rừng cũng là một đặc sản ở Phú Quốc. Hòn đảo này có đến 99 ngọn núi với 36.000 hectare rừng nguyên sinh. Với những bãi biển dài cát trắng, nắng vàng, Phú Quốc như thỏi nam châm, thu hút mọi ông lớn trong lĩnh vực bất động sản đổ về đầu tư nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Cũng chính những dự án này đã làm thay đổi bộ mặt của hòn đảo Ngọc và biến nơi đây thành một trong những thị trường bất động sản sôi động nhất của cả nước. Đây chính là những tiền đề tạo lực đẩy cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của Phú Quốc. May Homes Capital Phú Quốc, một dự án được đầu tư và xây dựng bởi chủ đầu tư Mayland Tân Á Đại Thành với quy mô 54,67 hectare. Và tại dự án được chủ đầu tư xem là cuộc sống đa sắc màu của một hòn đảo nhiệt đới thiên đường. Vì được xây dựng từ cảnh sắc thiên nhiên miền nhiệt đới đến văn hóa, ẩm thực, giải trí và cuộc sống bản địa đa sắc màu. Đây là nơi lý tưởng dành cho khách du lịch muốn hòa nhập vào điểm đến và tìm hiểu về văn hóa đời sống. May Home Phú Quốc Capital sở hữu vị trí trung tâm của các dự án tại Bãi Trường và Nam Phú Quốc, nơi kết nối với các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Phú Quốc. Khu du lịch nghỉ dưỡng Bãi Trường, Bãi Kem, Bãi Sao, Cáp Treo, Hòn Thơm. Đặc biệt, dự án còn kết nối với trục đường ven biển Bãi Trường với phạm vi quy hoạch rộng 66m, tính từ mép nước biển trung bình và dài 10,68 km, mang đến sự tiếp cận hoàn hảo không chỉ cho cư dân mà cả khách du lịch trong nước và quốc tế. Và từ dự án còn liên kết với các vùng xung quanh như là Bãi Trường, 0,3 km di chuyển chỉ mất khoảng 1 phút, sân bay Phú Quốc, 15 km di chuyển mất khoảng 20 phút và trung tâm Dương Đông, 18 km di chuyển mất khoảng 25 phút. Dự án nhà phố Shophouse May Home Phú Quốc còn được triển khai tại khu vực còn sót lại của 6% tổng diện tích đất có quyền sở hữu vĩnh viễn của đảo Ngọc Phú Quốc. Nhờ đó, sở hữu hàng loạt các tiềm năng vốn có tại đây, mang lại cơ hội đầu tư ưu việt hàng đầu. Và ngoài nhà phố, thì dự án May Home còn xây dựng nhiều loại hình sản phẩm khác, đó là nhà phố liên kết, nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, chung cư cao tầng hay trung tâm thương mại dịch vụ. Toàn cảnh dự án còn được trồng rất nhiều hệ thống cây xanh và có tận 3 công viên là Lake Park, River Park và Ocean Park. Điều này giúp cho không khí tại dự án lúc nào cũng được trong sạch và mát mẻ, phù hợp với mong muốn của nhiều quý anh chị muốn được tận hưởng cuộc sống xanh mát, tránh xa khỏi nơi ồn ào và cái khói bụi trong thành phố. Phù hợp với đại gia đình cho các em nhỏ và cả những người lớn tuổi hưởng thụ một bầu không khí trong sạch. May Home còn có những tiện ích nội khu rất độc đáo và thú vị khác, như là hồ điều hòa, nhà hát lan tỏa Dream Theater, sân khấu nổi, đài phun nước, chài vọng cảnh, lối dạo bộ, mê cung ngọc trai, công viên hoa, vịnh ngư dân, đồng cỏ cổ tích, triển lãm nghệ thuật, quảng trường, khu Interactive Art, nghệ thuật tương tác, vườn nướng BBQ, hay còn các phân khu khác như phân khu dịch vụ y tế thương mại, phân khu thể thao phức hợp, gồm bể bơi, gym, spa, tennis hay sân tập golf, khu ẩm thực nhà hàng cao cấp, khu nhà hát ngoài trời, thư viện và còn rất nhiều các loại hình sản phẩm khác cũng như tiện ích khác. Và chúng tôi rất mong muốn là quý anh chị có thể đến trực tiếp tại dự án để có thể tận hưởng thêm về những tiện ích này. Còn về mặt bằng của các phân khu trong May Home Capital Phú Quốc, thì Đại Đô Thị Thông Minh May Home Capital Phú Quốc
quy hoạch đồng bộ, được chia thành 5 phân khu riêng biệt, sở hữu phong cách trải nghiệm và cảnh quan đa dạng. Với phân khu Olive, được đánh giá là phân khu sở hữu vị trí đẹp và tiếp cận được nhiều tiện ích nhất của toàn bộ dự án. Phân khu Rosada, với những con đường xuyên tâm nối liền, được ví như trái tim của đại đô thị khi nằm giữa và kết nối 4 phân khu còn lại. Nhờ vậy, cư dân có thể dễ dàng di chuyển và tiếp cận hàng ngàn tiện ích phong phú của dự án. Phân khu Apricot đóng vai trò như chìa khóa thịnh vượng của toàn bộ đại đô thị May Homes Phú Quốc. Vì vậy, Apricot sở hữu số nhà phố thương mại nhiều nhất trong tổng số 5 phân khu với quy mô 8,56 ha. Còn và cuối cùng là phân khu Aqua, phân khu có vị trí đắc địa, liền kề biển nhất trong 5 phân khu còn lại và được sở hữu 3 mặt tiền đường là Huỳnh Đàn, Đại lộ Ánh Sao, Đại lộ Bình Minh, giúp cho việc di chuyển đến các địa điểm khác tại Phú Quốc trở nên nhanh chóng hơn. Như vậy thì quý anh chị có cảm nhận về dự án này như thế nào? Liệu dự án có đáp ứng được nhu cầu về an sinh của quý anh chị hay không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần comment phía dưới video nhé. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần nhất. Và nếu quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết về dự án cũng như những thắc mắc riêng về dự án May Home này, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía bên dưới.